Chào các bạn khối 8. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cái môi trường cài đặt Coast trong Backend chúng ta cài đặt trên Internet. Vì dịch nên là thầy muốn hướng dẫn các bạn tất tần tật mọi thứ là chạy trên Internet hết. Thì ở đây các bạn muốn biết chỗ nào mà để phiên dịch Coast Backend thì các bạn làm theo thầy nha. Các bạn mở Google lên. Các bạn mở Google lên. Các bạn gõ là Bachcan Online. Các bạn gõ Bachcan Online nha. Bachcan này. Online. Hoặc là các bạn gõ C cộng cộng online cũng được. Các bạn muốn làm chuyện sao cũng được. Bachcan Online. Thì nó ra cho các bạn trang này nè. www.onlinegdb.com. Các bạn thấy không? Các bạn click vào trang này. Đó thì ở chỗ này á, nó sẽ ra cho các bạn là ngôn ngữ đây là ngôn ngữ Pascal, ngôn ngữ Pascal được chưa, ngôn ngữ Pascal đây là ngôn ngữ Pascal nha. Các bạn có thể ra rất là nhiều ngôn ngữ này, ở đây là mình chọn là ngôn ngữ là gì đó, Pascal mình xài rồi, Pascal ha. Thì ở đây á, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn từng từng câu lệnh một cho các bạn, thầy chỉ với bạn chạy. Ở đây bài đầu tiên thì các bạn cũng không cần hiểu ha. Bắt đầu một chương trình là chúng ta gọi là begin, bắt đầu, và kết thúc một chương trình là chúng ta end chấm thảy chấm. Ở đây là bắt đầu một chương trình này, ở đây là bắt đầu chương trình này ha. Nếu mà các bạn muốn ghi chú là các bạn dấu ngoặc ha, dấu nhọn ha. Ở đây là bắt đầu chương trình, ở đây là kết thúc chương trình nha. Các bạn cái dấu này là dấu chú thích, chú thích thì máy tính nó sẽ không hiểu nha. Kết thúc chương trình. Rồi ở đây á, là bắt đầu nha, bắt đầu là begin này, kết thúc là end này, end dấu chấm. Cái dấu này là máy tính sẽ không hiểu nha các bạn. Cái dấu này chúng ta muốn ghi gì ghi. Cái dấu này là ghi trong này. Ở đây là thầy ghi chú nha chương trình. Nếu mà các bạn ghi dữ liệu, ghi cái thông tin trong này ha, ghi trong này là máy tính sẽ không hiểu, nói là chỉ là nó cái trong này, trong này là ghi chú ha, là ghi chú được chưa. Ở mà các bạn mà làm ở trong cặp ngoặc này là nó là ghi chú mà máy tính không hiểu nha. Rồi ở đây á, các bạn chạy chương trình thôi, thầy xem nha, chạy này run này thì chương trình này á, nó không có làm gì cả, ok không, không làm gì cả. Bây giờ mình thử xuất ra chương trình nha, mình thử xuất ra mình là write là cái câu lệnh là hiển thị ra màn hình hello khối 8. Khi mà kết thúc một cái đoạn lệnh thì chúng ta phải là chấm phẩy. Ở đây chúng ta thuộc vô một tí. Cái chương trình này á, là nó giúp cho mình là gì, để hiển thị ra ngoài cái gì ta, ngoài cái màn hình là chữ là hello khối 8 nha. Chạy thử nha, ở đây nó lỗi chỗ nào đây ta, span 2 2 x 21. Cái chỗ này này, cái chữ á, xin lỗi các bạn nha, cái chữ là mình phải là nháy đơn, cái chuỗi là nằm trong nháy đơn nha các bạn. Ở đây thầy viết bên C cộng cộng hoài thầy quen. Chạy nha, ở đây nó ra cho mình là chữ là gì đây, hello khối 8 này, các bạn thấy không, hello khối 8. Ở đây các bạn muốn là write xuất hiện là gì đó, học Pascal, học Pascal thật thú vị. Ok rồi, chạy xuống nha. Ở đây là xuất ra là hello khối 8 học Pascal thật là thú vị. Thì ở chỗ này á, này hello khối 8 này, học Pascal thật là thú vị, hello khối 8 học Pascal thật là thú vị. Nhưng mà ở đây á, chúng ta nó không xuống dòng, chúng ta muốn nó lại xuống dòng là chúng ta sử dụng là write line. Cái này là hiển thị ra nhưng mà xuống dòng, còn cái này là không xuống dòng. Thì thử nha, hello khối 8 này học Pascal thật là thú vị này. Thì ở đây là các bạn muốn chạy là các bạn bấm vào run chạy ha. Ở đây là cái thân chương trình, ở đây các bạn muốn hiển thị cái thân chương trình này, người ta đọc vào người ta mới hiểu. Thì ở đây các bạn nên là cho cái tiêu đề, cái chương trình này á là nó làm cái gì,
Rorem. Chương trình đầu tiên. Được chưa? Chương trình đầu tiên. Ở đây là cái gì đó? Cái tên của chương trình này, tên chương trình đầu tiên. Đó, thì các bạn coi nè, chạy ra Hello khối 8. Được chưa? Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho các bạn một cái cách mà các bạn viết chương trình. Thầy làm lại nha, thầy làm lại. Rồi khỏi này. Ở đây các bạn vào Google. Máy của thầy hơi chậm. Các bạn vào Google nha. Các bạn bấm vào đây, các bạn gọi là gì ta? Bachcan. Nhớ Bachcan online nha. Bachcan online. Thì các bạn chọn vào trang web này này. Online GDB, online GDB này, thấy chưa? Đó, các bạn bấm vào trong web này thì nó sẽ ra cho bạn chọn ngôn ngữ. Thì ở đây chỗ này nó mới chú này, chỗ này là những cái lệnh mà trong dấu ngoặc này này là máy tính sẽ không hiểu. Được chưa? Ở đây là program, bắt đầu chương trình. Chúng ta chỉ hiển thị là hello world ha, chấm phẩy đi. Cái này lệnh cuối cùng không có chấm phẩy cũng được, nhưng mà thôi chấm phẩy đi ha. Hello world này, không chấm phẩy của nó ra hay không nha. Lệnh cuối cùng thì nó có thể là nó chấp nhận. Hello world này ha. Rồi ok, nhưng mà chúng ta làm thì nó chuẩn luôn đi ha, kết thúc một lệnh là 2 chấm phẩy. Rồi ở đây cái khi chạy các bạn bài của thầy thì thầy sẽ gửi clip trên đây này, các bạn có thể là lên trên này coi nha. Các bạn vô YouTube. Rồi ở đây các bạn vào cái cho thầy là cái gì ta, ở đây là các bạn ghi là phi hồ ha, thì nó sẽ ra cái rồi phi hồ sắp bên đó. Điều 08. Các bạn vào cái kênh YouTube của thầy, các bạn thầy bỏ tất cả mọi thứ tài liệu là trên này ha, tất cả mọi thứ tài liệu trên này thì các bạn có thể lên trên này các bạn coi. Trước giờ thì thầy hướng dẫn cho các anh chị cô chú là lập trình macro ha, hoặc Excel, thì ở đây thầy sẽ bỏ cái khối 8 vào và khối 11 vào đây, các bạn có thể vào đây các bạn coi. Được chưa? Tất cả tài liệu thầy bỏ trên đây hết. Rồi chào các bạn, chúc các bạn học có một năm học thật là tốt.